Xin chào mừng mọi người đã quay trở lại với cái kênh YouTube của mình. Thì hôm nay đây thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cách cài đặt một cái con home wifi như này để làm một cái bộ phát wifi phụ. Con home wifi này thì khi mà mọi người đăng ký cái gói SuperNet 1 thì sẽ được trang bị là một cái wifi, con home wifi như này. Khi đăng ký net 2 trở lên thì được hai con. Đó. Thì hôm nay sẽ hướng dẫn mọi người cài đặt cái con này để nó sử dụng cái đường dây LAN mọi người nhé. Sử dụng đây là đường dây LAN này, đường dây LAN cắm vào nó sẽ sử dụng được mạng. Đầu tiên thì mọi người sẽ phải set up cho cái con home này. Tức là ở đây là cái gói mà nó nâng cấp lên mọi người nhé. Quay nâng cấp lên, tức là thiết bị chính không phải là một con home. Nó là một cái thiết bị khác ngoài thiết bị home con super. Đấy. Ví dụ ở đây cái trường hợp này của nhà em là em đang dùng cái con chính là con TP-Link 841 thì em muốn cấu hình thêm một cái con home wifi này nữa thì sẽ hướng dẫn mọi người xử lý cái trường hợp này như này. Đầu tiên thì mọi người sẽ đăng nhập cái mật khẩu của cái con home wifi ở đây. Đây mọi người ạ. Ở đây nó sẽ có cái password ở đây ạ. Mọi người tất cả những cái dòng wifi thì nó đều cái password với lại cái admin tên đăng nhập với lại cái mật khẩu đăng nhập ở bên dưới. Mọi người kết nối vào nhé. Ở đây nó có băng tần 2.4 và băng tần 5 chấm. Mình cài cái 2.4 này. P 9 P X E 6 Z Z xong mọi người bấm kết nối nhé. Mọi người giữ kết nối wifi. Trường hợp mấy điện thoại mà nó không cho truy cập ấy thì mọi người tắt cái dữ liệu đi di động này. Đấy. Tiếp theo mọi người sẽ truy cập vào cái địa chỉ IP là 192.168.2.1.2.263. Hình như là vậy, tí nữa. Đây admin này, ZTE GL6B11277. Đây chính là cái mật khẩu để đăng nhập vào. Đây, em sẽ đánh ra ngoài này để cho nó dễ. ZTE GL 6B 11277. Bình thường nếu mà mọi người mà không set up nhá, mà mọi người cắm thẳng trực tiếp cái dây LAN này vào cái con home này thì mọi người không thể đổi tên wifi cũng như cái mật khẩu wifi, mọi người phải giữ nguyên cái mật khẩu mặc định của cái wifi này. Đó. Vẫn sử dụng được mạng, tuy nhiên chúng ta lại không đổi được mật khẩu với tên wifi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ truy cập vào thôi. Địa chỉ IP của cái con home này 192 168.2.2 263 hay sao? 253 nhỉ? 53. Đây mọi người nhá, là nó địa chỉ 253 nhé, 192.168.2.253. Ở đây thì nó sẽ cảnh báo cho mọi người, thì mọi người không cần phải quan tâm cái này, mọi người bấm nâng cao ở đây. Xong rồi mọi người bấm tiếp tục truy cập cái 192.168.2.253. Ok. Rồi. Bây giờ nó sẽ hiện ra cái username, thì mọi người để ý là cái dòng lúc nãy là admin đấy. Chữ thường nhé, admin này. Mọi người cứ copy vào đây ZTE GL6B11 1277. Đó. Xong rồi mọi người bấm login cho em. Ok.
Ở đây thì ban đầu tiên ấy thì nó sẽ cần đặt cái tên, cái mật khẩu mới. Tức là sẽ không sử dụng cái dòng đấy nữa, thì mình sẽ đặt là admin luôn này, admin luôn cho nó dễ, lần sau vào cho nó dễ. Xong mọi người bấm apply. À không được. Phải 8 ký tự mọi người nhá. Phải 8 ký tự. Yên Thủy đi, Yên Thủy a cộng. Yên Thủy cộng 1 2 3. Ok. Đấy, 8 ký tự. Xong mọi người bấm apply này. Ok. Đây, bình thường nếu mà mọi người chưa set up thì chúng ta không đổi được. Không đổi được cái wifi. Đây, VLAN đây này. Đó, nó chả đổi được này. WAN này. Không được đúng không? Đấy. Bình thường nếu mà chúng ta chưa cài đặt thì cái wifi 200G, 204 này nó sẽ không cho đổi tên này. Thì mọi người chú ý là cái dòng cuối cùng wifi mẹt ở cuối này. Đó. Wifi mẹt ở đây này. Ở cái dòng mode thì mọi người chọn một cái chế độ control ở bên trên, dòng bên trên. Sau đó bấm apply. Ok. Khi mà đã thực hiện xong rồi thì mọi người để ý cho em là có cái dòng ở trên cùng này. Mọi người chọn vào chỗ phần VLAN. Ở đây là mọi người sẽ đổi cái tên wifi vào mật khẩu wifi nhé. Mọi người chọn cái wifi SSID này. Đấy. Ở đây thì mọi người đặt được 7 cái tên wifi. 7 cái tên wifi, nó sẽ có bao gồm là 4 cái wifi 2.4. Đây, em sẽ set up cho mọi người thấy này. Đây, wifi 1. Ok, bỏ mật khẩu luôn này. Bỏ mật khẩu luôn nhá. Wifi thứ hai này. Wifi 2. Đây mọi nếu mà mọi người muốn mật khẩu bên dưới này nên mọi người xóa đi. Đó. Đây thì em để mở thì sẽ đặt vào No Security. Apply đã. Ở trong cái mục này thì mọi người đổi được là 5 cái 7 cái wifi khác tên, khác mật khẩu luôn. Thủy A còn 123 vào thì mọi người là tiếp tục vào cái phần Local Network. Cho mọi người vào chỗ phần VLAN nhé. Đấy. Chọn nào VLAN SSID này. Đây nó ợp mất rồi. Đặt cho nó mật khẩu nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mật khẩu từ 1 đến 9. Xong mọi người bấm mở hết lên xem nào. Mở 7 cái wifi này lên nó. Up đi. Ok. Để xem nó có đúng 7 7 cái wifi mới không mọi người. Đúng rồi. 3 4 này, 6 7 này, chưa thấy có 5 đâu. Đấy thì một cái wifi home như này nó đặt được 7 cái tên wifi luôn ạ. Nó phát sóng nhiều thật đấy. VLAN sao nó không hiện cái này ra nhỉ? Chấm 4 đi. Cài cái con số 3 này cho nó.
À đâu, lúc nãy mình nhầm. Nhầm mọi người nhá. À, mình chọn ợp này, là tắt. Ợp này. Ok, apply. Nhầm mọi người đừng đừng có chọn cái on nhá. On là nó nhầm đấy. On là cái nó ẩn wifi mọi người nhá. Lúc nãy bị lỗi một tí. Tức là mọi người nếu mà muốn ẩn đây ấy thì mọi người chỉ cần nhập lại đúng cái đấy là được. Đây, sẽ xem cái một này. Wi-Fi 1 cho nó. Đây đây đây. Wi-Fi 1 đấy ạ. Từ 1 đến 8 mọi người nhá. Lúc nãy mình chọn cái on tức là mình ẩn mất cái Wi-Fi. Ok. Sau khi đã cài đặt tên Wi-Fi cũng như cái mật khẩu Wi-Fi thì tiếp theo là mọi người sẽ cắm cái đầu dây lan này vào. Đây, mọi người cắm vào cổng WAN. Cổng nó khác một tí này, khác màu một tí này, nó đen đen hơi đen một tí này. Nó ghi ở trên này là WAN. WAN. Còn hai cái này, cổng này là hai cái cổng WAN, cổng LAN. Cổng LAN thì thực hiện là kết nối máy tính thôi. Đó, em sẽ cắm vào đây. Ok. Khi mà cắm xong mọi người sẽ thấy nó thay đổi cái đèn ở trên này nhé. Rồi. Sau khi cắm xong nó sẽ thay đổi cái màu, nó sẽ không nhấp nháy nữa. Còn test thử wifi xem. Đây mọi người này. Chưa được. Nó vừa mới cắm vào nó đang chưa được. Khi mà thực hiện cắm xong rồi ấy mà mọi người cài đặt các kiểu ấy, nó sẽ có một cái đèn đèn vàng đứng nhá. Như vậy là nó đã có mạng. Bây giờ sẽ cắm thêm vào cái giấy mạng, giấy LAN vào. Cắm giấy LAN vào máy tính để kết nối. Đây, một cái đầu giấy LAN. Cái đầu dây LAN ta sẽ cắm vào cái cổng LAN 1. Ok. Ok, đây, ấm yết. Đấy, ok luôn. Test luôn cho mọi người đấy. Tốc độ của nó này. Speed test. Chấm nét. Đấy, ok không? Quá ok luôn đúng không ạ? Bằng luôn với cái gói cước của cái con TP-Link lúc trước nhá. Đây là chúng ta test qua LAN, bây giờ chúng ta sẽ test qua Wi-Fi nhá nào. Dùng cái Wi-Fi này đi. Cái wifi này mình chưa đặt mật khẩu cho nên nó vẫn cứ giữ nguyên cái mật khẩu cũ nhá. P2 AP9 P X E6 ZZ bấm kết nối. Đây là wifi 5G nhá. 5G mình test qua 5G thôi nào. Test. Mọi người bấm go. Đây là băng tần 5G. Cũng ngang với máy tính nhá. Test qua cái băng tần 2.4 xem nào. Wi-Fi 1 này. Go. Ngang nhau đấy mọi người nhé. Như nhau luôn ạ. Đây.
Thì đây là một cái con home wifi mà nó sử dụng, tức là cái thiết bị chính là thiết bị khác cái gói Super NAT, tức là mình nâng cấp lên đấy, và bản là mình sẽ phải cài đặt như vậy. Khi mà mọi người muốn nối tiếp thêm cái wifi cái con home wifi khác ấy, thì mọi người chỉ việc cho hai con này ở gần nhau này, xong mọi người bấm cái phím này đây là nó sẽ tự động cấp cái thông tin từ cái con home này sang cái con thứ hai. Ở đây thì em không có con home nữa cho nên không chưa chưa thể cài được cho mọi người xem. Video lần sau thì em sẽ hướng dẫn để mọi người cài luôn. Đó. Đây là cái quá trình mà chúng ta cài đặt một cái con home wifi, nó sử dụng cái thiết bị khác gói super. Thì nếu mà mọi người thấy cái video này hay thì mọi người để cho em một cái like, một cái comment bên dưới và một cái nút đăng ký kênh để ủng hộ kênh phát triển lâu hơn. Xin cảm ơn tất cả mọi người nhé. Hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.